cảm ơn nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã đồng hành cùng chương trình Kết nối những tấm lòng của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Kính thưa quý vị, chuyên mục Kết nối những tấm lòng số 677 tuần này xin chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Nguyễn Văn Quốc ở tổ 1, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Ông Quốc năm nay 54 tuổi, cách đây gần 10 năm, ông phát bệnh lòa không thấy đường. Gia đình đưa ông đi điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Từ ngày ông Quốc phát bệnh, vợ ông, bà Nguyễn Thị Thi Hiền chạy vạy nhiều nơi để điều trị cho ông và lo cho các con ăn học. Giờ con trai lớn sắp vào đại học, cháu nhỏ vào lớp 4. Năm học mới đã cận kề mà bà Hiền không còn có khả năng để lo cho các con nhập học. Bà Hiền làm công nhân may ở ngoài khu công nghiệp V-Ship. Hằng ngày bà đi làm từ 6 giờ sáng đến 19 giờ tối mới về, có khi tăng ca đến 21 giờ đêm. Ông Quốc giờ chỉ dựa vào nguồn tiền bảo trợ xã hội hơn 500.000 đồng một tháng để lo thuốc thang qua ngày. Tuổi cao, sức yếu, mắt mù, đi lại khó khăn nên việc ăn uống, thuốc men hàng ngày ông đều phải nhờ vợ con. Từ ngày ông Quốc phát bệnh, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu. Anh có hai con nhỏ đang ăn học. Một cháu là hiện nay là vừa tốt nghiệp xong trung học phổ thông, một cháu là vào lớp 4. Thì cái tiền ăn học hàng ngày trang trải thì cũng dựa vào nguồn thu nhập chính của chị vợ và công nhân may ở V-Ship. Ở bên cạnh đó thì anh Quốc còn có mẹ già là cũng phải chăm lo. Thì sớm hôm như thế thì bệnh kết nặng đè trên vai của anh, bản thân của anh thì cũng không có nguồn thu nhập nào với ở một chỗ, rồi thường xuyên đau ốm nữa. Hàng ngày con ăn uống ra sao? Mẹ đi làm rồi thì nấu nướng ra sao? Dạ, mẹ đi làm rồi thì sáng mẹ có bữa mẹ nấu bắp chuối trộn, có bữa thì mẹ nấu canh bí đao. Nếu mà mẹ không nấu mà bữa đó không có nấu là con thường hay chiên trứng ăn. Ba thì bị đau, mẹ thì lo đi làm để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Như bản thân con thì con cũng cố gắng học tập như thế nào để ba mẹ vui? Dạ, con năm nào con cũng thi được 90 điểm. Vậy là học sinh xuất sắc. Dạ. Cháu Nguyễn Thị Bích Ngọc 9 tuổi, biết ba việc, mẹ thì vất vả đi làm, nên cháu tự lập từ rất sớm. Những ngày nghỉ hè, cháu luôn quanh quẩn bên cha để phụ giúp cơm nước. Con trai lớn ông Quốc năm nay bước vào cánh cửa đại học, gia đình đang trăn trở, không biết lấy tiền đâu để lo cho cháu nhập học. Gia đình bốn miệng ăn, chi phí sinh hoạt hàng ngày không đủ. Lâu nay cũng đã vay mượn nhiều nơi để điều trị bệnh cho ông. Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Tại thì bây giờ anh không thấy gì luôn. Không thấy gì luôn. Dạ. Như vậy là đi đứng đi lại là phải nhờ người dìu dắt. Thì nói chung là xung quanh nó đang nổi trăng nhỏ thôi chứ cũng đâu có đi xa đâu được đâu. Chị đi làm thì có đủ trang trải hết cho cuộc sống gia đình không? Thì bây giờ có đủ không đủ gì cũng trong vòng bao nhiêu đó, mình ví dụ như tháng 5-6 triệu gì đó, rồi ví dụ như tiền học, tiền hành, tiền gì mỗi vấn đề cũng vô đó. Ví dụ như nhiều lúc cũng có thiếu xin gì đó cũng nghe bao nhiêu thôi mượn đỡ mấy đứa cùng làm cùng chuyện đó, sợ cái rồi không sợ gãi giả miết cứ đáp đủ miết thôi chứ. Thì bây giờ mình có những cái lo lắng gì trong cuộc sống không? Lo là bây giờ anh lo là cho mấy đứa nó học hành, cái nhất cái thứ hai nữa là ví dụ như nhà cửa rồi nó cũng sụp sệ đó, người nó rớt nó xuống trong đào trong đồ cái thì nó còn nhỏ nó không biết nữa nghe. Căn nhà gia đình ông Quốc đang ở đã hư hỏng nặng, nhưng tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày còn không đủ thì lấy đâu mà sửa chữa nâng cấp. Ngay lúc này gia đình không thể lo chi phí cho các con ăn học. Đó thì bây giờ cũng đứng ra cũng như thay mặt trước giờ chính quyền địa phương là cũng nhờ sự quan tâm của mạnh thường quân cũng như các nhà doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh
nói chung và của tổ dân phố nói riêng thì cũng chung tay để mà giúp đỡ cho gia đình cho ông Nguyễn Văn Quốc nó vượt qua trong cái giai đoạn nó khó khăn, trong đặc biệt là trong thời điểm mà có cháu bước vào năm học mới, mà bên cạnh đó nữa mẹ già cũng là một bên nữa, nó cũng kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng. Cho nên là trước cái hoàn cảnh đó thì cũng địa phương thì cũng nhiều tổ dân phố cũng thường xuyên thì chăm lo cũng phần nào chỉ giúp đỡ anh thôi, chứ còn cũng không có cùng anh là chống chọi hay qua những cái khó khăn nhất định. Thì trong cái phương án tới thì cũng tiếp tục là gọi các mạnh thường quân cùng với các ban ngành đoàn thể thì cũng giúp đỡ, cũng kêu gọi hỗ trợ cho anh. Bên cạnh đó thì cũng ổn định cho các cháu có điều kiện là tiếp tục ăn học, và cũng phần nào để cho đã vất vả cho chị Hiền và anh Quốc. Chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể và bà con lối xóm rất quan tâm, giúp đỡ, nhưng nguồn lực có hạn. Rất mong nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm với hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Quốc và gia đình, để các con ông Quốc được học hành đến nơi đến chốn. Quý vị có thể hỗ trợ cho hoàn cảnh ông Nguyễn Văn Quốc tại địa chỉ tổ 1, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Quý vị cũng có thể hỗ trợ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản thông qua các số tài khoản sau đây. Khi chuyển khoản, ghi rõ nội dung, tên người gửi, cách chuyển hỗ trợ số 677. Khán giả hỗ trợ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi thì đến địa chỉ 165 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Hỗ trợ bằng cách chuyển khoản thì chuyển tiền đến hai số tài khoản: Vietcombank 1111345345, BIDV 5701000137578. Sáng ngày 27 tháng 8, đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, đại diện nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và các cá nhân đã đến thăm và hỗ trợ cho hoàn cảnh gia đình anh Trần Đình Lợi ở thôn Nga Mân, xã Phố Cường, thị xã Đức Phổ. Anh Trần Đình Lợi là nhân vật kết nối những tấm lòng số 676 vừa qua. Thưa anh, thì sau khi chương mục kết nối những tấm lòng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi phát sóng thì có một số tổ chức, đơn vị, cá nhân đã gửi các cái khoản ủng hộ đến anh và gia đình. Thì hôm nay thì đại diện cho Đài Truyền hình tỉnh và nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy thì có đến thăm và trao cho anh những số quà của các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi đến gia đình. Em xin được trao với số tiền của tiểu thương thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành gửi tặng gia anh và gia đình là 1.650.000 đồng. Ngân hàng thương mại của phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi gửi tặng anh 1.500.000 đồng. Gia đình của em Trúc Ly, chị Thảo Sương và cô Xí Hương gửi tặng anh trị giá 2.500.000 đồng. Chú Lê Minh Tiến ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà gửi tặng gia đình anh 100.000 đồng. Nguồn quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng với đại diện nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy hỗ trợ cho gia đình anh số tiền 10.000.000 đồng. Cùng với đó là một năm uống sữa đậu nành miễn phí từ nhãn hàng Vinasoy. Cùng với đó là một số khoản tiền của các tổ chức cá nhân từ công ty cổ phần đường Quảng Ngãi gửi cho anh. Nhóm từ thiện trong một địa tốt đẹp là 1.000.000 đồng. Hội cựu chiến binh công ty cổ phần đường Quảng Ngãi là 1.000.000 đồng. Anh Võ Thành Ngọ, chị Quỳnh Thị Mỹ Hòa và Hồ Thanh Văn là 600.000 đồng. Hy vọng với những số tiền này sẽ giúp cho anh có một phần kinh phí để chữa bệnh và trang trải cuộc sống, nuôi con và giúp cho các cháu học hành đến nào đến cháu. Chủ công ty Thiên Nguyên tặng anh cái một quà trị giá là 4.500.000 đồng. Tổng số tiền gia đình anh Lợi nhận được là 22.850.000 đồng. Thưa quý vị, về danh sách hỗ trợ của khán giả cho hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang Facebook Truyền hình Quảng Ngãi và kết nối những tấm lòng Quảng Ngãi. Trong chương trình này, chúng tôi cập nhật danh sách khán giả hỗ trợ hoàn cảnh của gia đình anh Trần Đình Lợi ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ. Danh sách tiểu thương chợ Chùa thường xuyên hỗ trợ là 1.650.000 đồng, đạo tràng Chùa Phước Quang 350.000 đồng, các cá nhân hỗ trợ 100.000 đồng gồm chị Phượng Linh, chị Tâm Thuốc Tây, chị Thanh Thanh, chị Mỹ Ngọc, chị Cao Thị Tâm, chị Xí Hương. Các cá nhân hỗ trợ 50.000 đồng gồm chị Nữ, hai cá nhân ở thị trấn Chợ Chùa, một cá nhân ở xã Hành Minh, chị Bích Thuận, chị Bích Thọ, chị Sự, chị Tuyền, em Mẫn, em Minh, em Phương Thảo, em Minh Hiếu, chị Thu Chợ Phiên, cháu Quỳnh Chi và chị Tú Lê. Tiểu thương chợ Thu Lộ hỗ trợ tổng cộng 770.000 đồng.
những cá nhân ở chợ Thu Lộ hỗ trợ 50.000 đồng. Chị Hòa, em Hậu, tổ 10 phường Trần Phú, chị Hương, 299 Phan Bội Châu, chị Thanh, chị Phương ở Hàng Thiệt, chị Nguyễn Thị Như Xuân, thành phố Nha Trang. Tiểu thương chợ Sông Vệ, chị Nga Tuấn, cô Đối, cô Nguyễn Thị Sương, tổ 6 phường Trần Phú và em Nương Bán Thiệt. Chị Hồng ở Hàng Cá 20.000 đồng, chị Lưu 100.000 đồng, chị Hồng Hạnh 100.000 đồng. Khán giả hỗ trợ tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Phòng khám chuyên khoa sản phụ Mây Hồng 58 Quang Trung 300.000 đồng. Gia đình ông Đặng Ngọc Dũng, thị trấn Di Lăng 300.000 đồng. Chị Hương Điều, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh 100.000 đồng. Chị Huyền bán vải chợ mới, xã Tịnh Hà 100.000 đồng. Cô Bảy Thương chợ mới, xã Tịnh Hà 100.000 đồng. Luật sư Nguyễn Công Tuân, phường Trương Quang Trọng 200.000 đồng. Chị em Diễm bán trái cây, chợ Hàng Rượu 200.000 đồng. Chú Công bánh bao Anh Ký 100.000 đồng. Cô Phạm Thị Hiền 100.000 đồng. Công ty Quý Trường Hải, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh 200.000 đồng. Đại lý Gạch Ngói Xanh Thư, xã Nghĩa Thương, huyện Từ Nghĩa 200.000 đồng. Ông Bùi Văn Hương 600.000 đồng. Em Nguyễn Chí Thành Công, phường Chánh Lộ 50.000 đồng. Nguyễn Phương Quỳnh, huyện Tư Nghĩa 50.000 đồng. Nguyễn Lê Quyên 100.000 đồng. Một khán giả ở thị trấn La Hà 150.000 đồng. Công ty Vương 6 200.000 đồng. Phụ tùng Honda Tâm Hà số 4 Phạm Văn Đồng 200.000 đồng. Chân thành cảm ơn nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã đồng hành cùng chương trình kết nối những tấm lòng của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Chân thành cảm ơn khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.